chào các bạn. Hôm nay mình sẽ show ra cho các bạn thấy được là để có được những sản phẩm mật ong mật thật hoàn toàn đúng chuẩn ấy, thì nó trải qua rất là nhiều công đoạn, nhiều bước mà không phải công ty nào họ cũng có thể show ra các bạn, bởi vì liên quan bí mật của doanh nghiệp các bạn. Thì hôm nay mình show tất cả. Cái bước đầu tiên đó là khi mà mật ong thu hoạch từ những cái trại mang về nhà máy ấy, thì sẽ được bên mình xịt rửa hết cái vỏ bên ngoài các bạn. Thì vì các bạn biết rồi, trong quá trình sang khác thì hệ thống trang trại thì không tránh khỏi được là những can đựng mật ong này nè, nó bị bám bẩn bên ngoài trong quá trình vận chuyển bằng xe tải, rồi các vận chuyển từ nơi này đến nọ thì sẽ bám bẩn bám bụi bên ngoài. Thì trước khi mà đưa vào cái công đoạn xử lý thì mình phải xịt rửa sẽ hết luôn toàn bộ bên ngoài luôn các bạn, thì sẽ hết toàn bộ bên ngoài luôn đó, để cho nó sôi hết những cái cát bẩn bụi bám vào bên ngoài và mình làm sẽ hết các bạn. Đấy, thì mình cũng đang thao tác là sạch sẽ, nhưng mà các bạn lưu ý là khi mình xịt cái này á, thì nước nó không vô mật ong bên trong nha, tại vì tất cả những cái can này đã được vặt kín hết trơn rồi các bạn, vặt nắp kín hết rồi, khi mình xịt bên ngoài thôi, không có ảnh hưởng gì bên trong đâu nha. Nhưng mà nó sẽ trôi những bụi bẩn đất cát bám bên ngoài cái thùng thôi, chứ còn bên trong mặt thì nó vẫn không bị nước. Thì nướng sức ra con. Bạn lưu ý nha, chứ không nhiều người lại hiểu nhầm, họ biết là thì như vậy rồi nó có an toàn không, nước có bẩn không. Can này màu đẹp hơn can này ha, cùng một lô không hay là khác lô mà sao màu khác nhau ta? Một lô ấy. Một lô luôn ha. Lọc này là sạch sẽ luôn á, tí nữa chỉ có chạy thôi, tại vì nếu mà không lọc này nếu vô máy là kẹt máy bên trong, là kẹt máy trong là mất cả mấy tỷ đồng cái máy, nên nên bởi vậy phải lọc cho kỹ. Mật ai nói là lọc rồi tới đây tôi cũng phải lọc lại hết à, nhiều người nói nhà tôi lọc rồi nhưng mà tới đây phải lọc lại hết, tại vì nó mà kẹt trong đó là phải đấy, thì mật bây giờ phải lọc nè các bạn thấy không, bẩn dơ đó, bây giờ mới lọc nè, phải qua những cái hệ thống lưới lọc này thì nó mới sạch, mới loại bỏ ba đồ sáp rồi cặn bẩn nè đó, loại bỏ nè đó, loại bỏ ra hết nè các bạn. Bởi vậy nhiều khi mà không có công nghệ máy móc á, là người ta cứ tưởng là trên thị trường cứ biểu tượng là mật ong nào giống mật ong nào nhưng mà thực tế các bạn mua những chai mật ong các bạn cứ tưởng là nó rẻ nhưng không phải rẻ đâu các bạn. Các bạn ăn những chất độc trong cơ thể đó các bạn á, bình thường là những cái này là nó nằm trong mật ong, nó lơ lửng mật ong mắt mình đâu nhìn thấy đâu các bạn, thấy không đó, mình phải qua công nghệ để mình lọc đó, lọc nè, lọc nó sạch sẽ rồi sau đó mới đưa vô cái máy kia để tách nước đi, dịch nấm mốc đi, thì lúc đó mới an toàn cho sức khỏe được đó. Có nhiều cái mà trong lĩnh vực mật ong không phải ai cũng biết các bạn. Nước hạ thủy phần cho các bạn luôn, nếu mà mật đặc rồi mà không muốn hạ thủy phần, muốn xử lý bọt ga thôi ok cũng xử lý được, mà muốn xử lý hạ thủy phần làm luôn, rồi chọn gói lọc sạch sẽ luôn các bạn ha. Các bạn cứ mang một lần 1 tấn là 3 triệu ha các bạn ha, 1 tấn 3 triệu, dịch vụ là bao gồm lọc sạch nè, lọc sạch tạp chất trong mật ong, xác ong nhộng, ong ấu trùng, bất kỳ những cái gì trong mật ong mà đóng chai mà hay nổi cái váng trên mặt á là qua mình xử lý sạch hết đó, rồi sau đó rồi sử dụng máy này để xử lý bọt ga, tách độ ẩm về xuống dưới 20% theo cho các bạn luôn, bán nội địa thoải mái luôn các bạn ơi, đóng chai không bao giờ là bọt nha. Giá 3.000 đồng, dịch vụ 3.000 đồng trên 1 kg mật, 1 tấn 3 triệu đồng ha. Rồi anh em muốn tới thì anh em xưởng mình ở Gia Canh Định Quán Đồng Nai nha các bạn. Nên anh em nào mà đến thì nhớ alo trước cho mình ha. Alo trước rồi mình sắp xếp lịch máy mình chạy nha. Tại vì nhiều khi không alo mà mang mặt đến thì nhiều khi là mình không có chạy lên nữa. Nước nha. Nước trong mặt ống ra nè. Đã nè. Thả lấy được coi. Thấy không? Đâu nóng đâu. Cái máy nó hiện đại là vậy á. Nhiều lắm. Máy nó hiện đại là chỗ đó đó. Nó đâu nóng đâu. Nó mà nóng lên hơi bạch của mình đi nên đâu nóng đâu. Nước trong bắt luôn á. Rửa tay luôn. Rửa tay.
là nước cho mật ong ra nha các bạn. Đó, tách nước đây này, mật ong là chuẩn bị xử lý nè. Đây là mật ong mà chưa xử lý nha các bạn, mới khai thác trực tiếp tại trại ong Lương Thủy Phần đó, 24-25% nha. À, bây giờ bắt đầu mình tách xuống khoảng 20% nè. Đó, nước loại ra nè. Thì nước loại ra nó bình thường, nó không có nóng không gì hết các bạn, tại vì cái công nghệ này mình dùng công nghệ đặc biệt mà các bạn. Đó, mặt nó ra nó còn giữ nguyên màu sắc mùi vị luôn, nó không mất màu bốn mùi. Đấy, nước quá trời luôn á. Nhiều quá. Bởi vậy mỗi lần mình chạy về mình hao hụt lắm. Phải mua mà mật mà đặt thì mua giá cao, mà mật lỏng mua giá thấp. Để mình trừ vô cái hao hụt này nè. Đi rửa tay rồi rửa cái lưới kia rồi đi yên tâm. Đó. Thì nếu mà không có cái công nghệ mà tách nước này á, thì thật ra các bạn đã mua mật ong mà trên thị trường á, các bạn tưởng là rẻ, nhưng mà thật ra nó không có rẻ đâu các bạn. Bởi vì bên trong nó là nước chứ không có phải bên trong nó là mật đâu. Muốn là mật nó là người ta phải đặt xuống 18-20% nước. Độ ẩm nó là khoảng dao động khoảng 18-20% thôi. Thì lúc đó mật mới là đảm bảo chất lượng. Đó, nó mới đặt. Đây, rồi đây cho bạn xem nè. Gió nó ngửi mùi luôn, gió nó thổi mà mình ngửi mùi nhãn luôn, hay ghê thật, đúng là cái nhãn nó thơm thật. Này phải có nguồn lựa này nọ mới biết chứ. Thế không là mùa này mà mua toàn là nhãn lai không à. Có mấy các thằng nào mà nó đặt xa cao su thì được, thằng nào đặt gần cao su lấy cao su luôn. Trong vắt luôn ha. Ui, quá khóa quá. Sắp đầy. Đây rồi. Quên. Mình quên là cái này nó có thằng. 1 lít 300 ngàn. Xong nhắc là chào luôn rồi. Ta đi tạm. Đẹp ghê ta, màu nhãn hồi nãy thấy tối tối sao ra đây nó đẹp cho ta. Nắng à. À, hồi nãy mình chạy trong cái buổi nhãn này tối tối ra đây thì ra đây thấy màu đẹp ghê. Em với ông đó là anh em hả? Em xã hội. Em cùng bác. Này đúng là mật ngon lành hơn. Nó xuống nhanh lắm á. Đẹp đúng không? Đó. Nó bởi vậy là nhìn thấy nó đục nè, mật nè. Thấy cái màu nè. Màu trước cái chai đó. Giữ nguyên màu sắc luôn. Nếm thử coi, nếm thử cái chưa chạy với cái chạy coi nó khác nhau vậy không? Với nếm cái kia thì coi nó khác không? Ngọt hơn đúng không? Tại nó ra bớt nước rồi, nó đặc lại mà. Rồi tiếp tục.
100 lít. Cái này xả thôi. Em kéo lại trước cho anh đi, em kéo lùi ra. Kéo lùi chưa? Rồi, em kéo lùi ra. Ê, em thả cái thắng, đạp cái thắng nhả cái thắng chưa? Thắng thắng chân, đúng rồi, đúng rồi. Đạp tới. Đạp tới. Đúng rồi. Mặt trong vắt luôn, sáng sạch luôn các bạn, sáng sạch đẹp vàng óng luôn, không luôn. Rồi, giờ cái này là chuẩn bị đây, mình là chở đi giao cho khách hàng đây, đấy mặt không không luôn.